Đội tuyển chó nghiệp vụ của Việt Nam thi chạy vượt chướng ngại vật 300m trong nội dung Người bạn trung thành tại Army Games 2020. Vận động viên thi đấu được yêu cầu dẫn chó nghiệp vụ chạy vượt rào, vượt tường cao 1,8m, cầu thang, cầu thang bằng, lội bể nước mô phỏng sông cạn và bò qua dưới gầm thiết giáp. Ngoài ra thí sinh phải thực hiện bài thi ném lựu đạn với khoảng cách 25m sau khi băng vượt qua các vật cản trên cạn. Chó nghiệp vụ thi cùng chiến sĩ biên phòng mặc áo số 13 chạy nhanh về phía bể nước. Tuy nhiên, chó nghiệp vụ này chỉ chạy vòng qua thay vì lao trên cầu dốc và nhảy xuống nước, gió nước ở Nga tại thời điểm này quá lạnh, nhiệt độ tại Moscow Nga hiện tại khoảng từ 12 đến 13 độ C. Hành động bỏ thi của chú chó nghiệp vụ Việt Nam khiến khán giả xem cuộc thi bật cười.